quá trời nó ăn sâu hư trơn móng của mình. Trời đất ơi. Mẹ cái búa luôn. Giật mấy năm. Hết cái móng rồi. Có đạp kêu em nha. Cái này nó có gây đau nhức gì cho mình không? Ê. Ê là trong cái thịt non đồng. Dạ. Nó hư vô thêm á. Đúng rồi, mình cắt đi, mình vệ sinh nó là nó mình nhỏ thuốc nó đỡ, chứ để nó ăn sâu trong ngày luôn là chết luôn. Cho cây dao lớn này Hảo, cây dao lớn mới. Ở đây nè Hảo ơi, nó có cái hộp ở đây nè Hảo. Móng tay cứng quá. Cái kìm nó không chưa có vô được nè, mình phải cắt từ từ nè. Không
tới thì em sẽ ăn cắt xác mình cho nó về mình nhỏ thuốc nó đỡ, nó ăn gừng vô trong cái góc này hết luôn rồi rồi. Yeah.